Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến một bài mới, đó là duyệt to của chiếc điện thoại iPhone và điện thoại chiếc iPad. Thì cách thức chúng ta làm cũng giống nhau thôi. Đến chúng ta phải đưa máy về chế độ DFU. Chúng ta bấm nút nguồn và nút nút home. Chúng ta bấm và cảm nhận máy. Chúng ta đếm khi máy bật lên. Quả táo. Và đợi cho mình vẫn giữ hai nút nhé. Khi hiện táo thì khi có quả táo bắt đầu tắt màn hình đi thì chúng ta đếm tầm độ 5 giây thì chúng ta sẽ nhả tay nút nguồn ra và máy sẽ bắt đầu vào chế độ DFU cho chúng ta. Khi vào chế độ DFU thì chúng ta sẽ ra một cái bảng. iPhone sẽ tự vào iTunes và chúng ta sẽ nhấp vào duyệt to lại. Khi các phiên bản cũ sẽ không có thì chúng ta sẽ update phiên bản mới. Vì phiên bản cũ thì chúng ta sẽ không chạy được vào máy. Xin chúc các bạn thành công. Nhớ nhấn subscribe và nhấn nút like chỗ mình nha. Xin chào các bạn. Các bạn hãy làm theo các bước như sau. Các bạn đã chọn duyệt to rồi, máy tự động tải về và máy sẽ tự chạy cho mình và chỉ đợi khi nào xong lên và kiếm tiền thôi. Khi các bạn ở nhà thì các bạn không cần phải mang ra tiệm nữa, các bạn chỉ cần cắm vào iTunes và tự chạy được. Phần mềm này thì rất dễ chạy, ai cũng chạy được. Nhưng điều đầu tiên là các bạn phải nhớ là các bạn phải có tài khoản iCloud và có thì xóa đi và phải nhớ lại. Không có thì khi chạy giò to lại, máy sẽ mất hết các dữ liệu và tài khoản iCloud khi đăng ký vào máy bên trong để chúng ta dùng. Vâng. Xin chào tất cả các bạn. Tạm biệt.